Xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với Di động Minh Huy và em là Minh Huy lại nhé. Thì hôm nay tiếp tục chuỗi series em Huy sẽ đưa đến cho quý anh chị rất là nhiều sản phẩm với mức giá cực kỳ hợp lý rồi nhé. Cả nhà cùng đón xem. Và hôm nay em có một số sản phẩm như là LG V10 này, rất là độc đáo nhé. Ngoài ra thì vẫn còn một số dòng sản phẩm khác như Note 8, A510, S8 Plus, Note 9 và khá là nhiều dòng mà quý anh chị quan tâm. Quý anh chị mua hàng liên hệ trực tiếp 0933600386. Em có điện trực tiếp ở số điện thoại ngay bên cạnh ở đây. Đây là tên thương hiệu em, còn đây phía trên này là cái ngày mà quý anh chị có thể xem video nhé. Thật ra máy thì có thể còn có thể không, quý anh chị cứ cầm máy lên cứ tự tin gọi cho em đi 0933600386 để chốt những sản phẩm tốt nhất. Rồi, thì em Huy sẽ tư vấn cho quý anh chị chi tiết hơn nhé. Đầu tiên em xin vào những cái video có những sản phẩm sau đây. Quý anh chị đừng quên để lại giúp em Huy một nút like, một nút đăng ký để em Huy có thêm động lực ra nhiều sản phẩm hơn cả nhà nhé. Cũng như là tìm được những nguồn sản phẩm nó thú vị hơn cho quý anh chị. Rồi, cả nhà cùng em Huy khám phá những sản phẩm trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì em Huy xin phép cả nhà là giới thiệu cho cả nhà một sản phẩm đến từ nhà LG, tên là LG X4 này nhé. Đây. LG X4 thì LG X4 này trước này em sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho cả nhà nhé. Dung lượng đấy, trước này phía sau là nút vân tay kiêm là cái nút nguồn cả nhà nhé. Bấm mở thì đời G6 và đời V30 nó cũng giống cái này nhá. LG X4 sẽ sở hữu một cái màn hình 5:3 độ phân giải HD cả nhà nhé. Cam sau là 8 megapixel này, cam trước 5 megapixel, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 423, RAM 2 bộ nhớ 32 nhá. Em sẽ kiểm tra lại nhé, trước này RAM 2 là đúng rồi, còn bộ nhớ thì em nhớ không nhầm là 16. Thì với mức giá thì trong tầm tiền này cũng rất là ok cả nhà nhé. Đây, dung lượng RAM này sẽ là 2GB RAM cả nhà nhé. Đây, bộ nhớ lưu trữ là 16GB. Mình sẽ cùng xem một chút về cái phần mềm nhé. Đây, trước này đang chạy Android 7 nhé, cũng tương thích với nhiều ứng dụng rồi. Màn hình thì đẹp, không có ám ố, không có xước sát gì cả nhà nhé. Màn hình này, cả nhà xem qua này. Đấy, cam cụm trước sau đều ok nhé. Máy móc này, khung viền thì cũng tương đối cho thời gian này nhé. Cạnh dưới này em sẽ quay rất là kỹ cho cả nhà cùng xem nhé, cả nhà xem qua giúp em. Rồi lưng thì cũng có xước phe phẩy theo thời gian nhé. Email là 700, chiếc này giá 700k cả nhà nhé. Mọi chức năng mình dùng bình thường, có vân tay phía sau này, nói chung là dùng rất là ổn trong tầm tiền nhé. 700.000 mua về đọc báo, xem tin tức các thứ đều ok nhé. Sóng khỏe, máy hàn thì sóng rất là khỏe nhé. Chiếc này giá 2 triệu đồng nhé. Tên sản phẩm này là LG, xin lỗi cả nhà, là Samsung A30. A30 sẽ sử dụng một cái màn hình Super AMOLED nhé, công nghệ màn hình OLED. Trước này là màn hình 6:4 nhé, màn hình đẹp, không có ám ố gì. Đã dán cường lực cả nhà nhé, đã dán cường lực rồi. Thì cái này dán sẵn bên hàn, pin là 4000mAh cả nhà nhé, pin 4000 rất là trâu. Cam sau là camera kép, một cam chính 16MP, cam phụ thì là 5MP cả nhà nhé, có góc rộng, góc thường. Cam trước 16MP cũng uy tín rồi, màn hình thì đẹp, không có ố ám gì cả nhà nhé. Cái xem coi này, đấy, màu đỏ nhá, rất là đẹp luôn, khung viền còn đẹp này, cạnh bên đẹp, cạnh trên cũng đẹp luôn, cạnh dưới cũng đẹp và cạnh bên cũng đẹp cả nhà nhá. Nói chung là đẹp, gần như là rất là đẹp như mới, và màn hình cũng đẹp như mới luôn cả nhà nhá. Và máy không có lỗi lầm gì cả, full chức năng, sóng sánh khỏe, dùng một sim, RAM thì 3GB, bộ nhớ là 32GB cả nhà nhá. Và cái sản phẩm này dung lượng pin 4000 thì dùng rất là trâu bò rồi, cả nhà cùng xem qua giúp em nhá. Đấy, đây sẽ có bên trong này, sẽ có bộ nhớ là 3GB RAM và 32GB bộ nhớ nhá. Màn đẹp và dùng mượt mà nhá, dùng full app luôn, Android cao. Tiếp theo nữa xin phép cả nhà giới thiệu cho cả nhà một sản phẩm có tên là LG V10. Thật ra LG V10 và LG G4 có một cái lỗi ngày xưa là lỗi đột tử ở nhà, nên là nó đã làm lên tên tuổi của LG luôn. Thì chiếc này thì sử dụng lượng pin là 3000mAh, pin lâu tất nhiên nó cũng còn tương đối đấy cả nhà nhá. RAM 4/64 nhá, RAM 4/64, và được cái là thiết kế rất độc đáo này. Chiếc này thì vân tay còn và vân tay nhạy này, mở lên này, vân tay bấm cái lên luôn cả nhà nhá. Đây, cả nhà xem qua này, bấm cái lên luôn nhá. Rồi đấy, email là 637 cả nhà nhá, 637, giá là 1.050.000. Thì về khung viền bên trên cũng đôi chút xước sát bé bé thời gian này, cạnh bên thì kim loại này, rất là chắc chắn cả nhà nhá, rất là chắc chắn luôn. Rồi cạnh dưới này cũng có xước sát cấn nhẹ ở thời gian này nhá. Bên này cũng là kim loại này, chắc chắn nhá. Phía sau là camera này. Camera LG V10 sử dụng camera sau là 16 megapixel các bạn nhá. Cam của những dòng flagship thì độ phân giải không phải bàn rồi. 16 chấm thì rất là sắc nét, chứ không như là 16 chấm bây giờ của những cái dòng máy giá rẻ. Cam trước thì là 5 megapixel đều ok nhá, pin 3000mAh, dùng một sim, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 808 thì dùng rất là mượt mà các bạn nhá, dùng rất là mượt mà. Đấy, máy móc thì ok, mượt mà này, vân tay nhạy này, giá thì rất là hợp lý rồi. Đấy, cam trước này sắc nét cả nhá, có góc rộng và ghép hẹp luôn. Phía trước có tận đến 2 camera cả nhá, 2 camera phía trước này. Đấy, cam sau là 1 camera thôi nhưng mà cũng rất là sắc nét cả nhá.
cam trước cam sau đều ok hết và trong tầm tiền thì cũng thú vị đấy ạ. Nói chung là quý anh chị thích sưu tầm, thích mua về để mà tìm hiểu và học vạch hoặc là mua về dùng lâu dài cũng ok nhé. Màn hình là màn hình 2K, độ phân giải 2K, tấm nền là IPS LCD nhé. Quý anh chị thích tấm nền trong trẹo không lẫn màu thì mua con này cũng ok nhé. Pin thì còn khá là đẹp đấy cả nhà nhé. Mức giá rất là hợp lý rồi, không thể mà tốt hơn, chỉ là 1.050.000. Tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu một sản phẩm khác. Đâu rồi, đóng lại. Khá là trừu tượng cả nhá, khá là vui đấy. Chiếc này nếu mà anh chị không mua em cũng sưu tầm nốt luôn cho nó gấu. Tiếp theo nữa là một sản phẩm đến từ nhà Samsung, tên là Samsung Galaxy Zin cả nhà nhá. Galaxy Zin 2. Chiếc này thì được một cái nữa là cái lưng thì cũng hơi xước một chút này, cả nhà xem qua lưng thì đeo ốp ấy ạ, hơi xước một chút, giá chỉ 1.1 triệu thôi. IMEI 552, nhưng mà chiếc này có một số điểm đặc biệt như sau này. Thứ nhất là có hai SIM. À không phải hai SIM đâu cả nhà. Thứ nhất là có hai camera phía sau. Đấy cả nhà có thể thấy nhá. Có hai camera phía sau này. Thì camera của sản phẩm này là một camera 13 megapixel, một camera 8 megapixel, có vân tay phía sau. Nó giống như một phiên bản thu nhỏ của sản phẩm này luôn cả nhà nhá. Đấy, có một cái camera phía sau này, một cái vân tay phía sau này và hai camera này, logo Samsung này. Giá 1.1 triệu, IMEI 552 nhá. Sản phẩm này lại được một cái nữa đấy là RAM 3. Bộ nhớ thì lại là 32 GB. Cam trước là cam 8 megapixel ạ nhá. Dùng rất là ok nhá. Em sẽ tăng độ sáng lên một chút cho cả nhà cùng xem. Đấy, tăng độ sáng lên một chút cho cả nhà cùng xem nhá. Máy thì mới khởi động lên thôi. Đấy. Thì em sẽ vào cái thông số máy để mình cùng xem nhá. Trước này thì em sẽ Android mới ạ nhá. Android chắc Android 10, Android 11 gì đấy. Đây quản lý chung. Chăm sóc thiết bị đi. Trước này dung lượng RAM 3 này, bộ nhớ 32 GB thì dùng cũng thoải mái ạ nhá. Lại có vân tay phía sau, thiết kế cũng đẹp nữa. Pin thì là 3000mAh mà có vân tay phía sau này. Máy móc thì ok nhá, không lỗi lầm gì, màn hình đẹp không màu ám gì. Khung viền này, khung viền cạnh bên đẹp này. Cạnh trên cũng có xước sát nhẹ nhẹ nhưng mà cũng tương đối đẹp. Cạnh bên này cũng tương đối đẹp nhá. Cạnh trước thì cũng tương đối là đẹp luôn. Nói chung là máy móc thì ngon lành rồi. Và mức giá tầm giá này thì cũng khó mà chọn được những sản phẩm tốt hơn nhá. Giá chỉ 1.1 triệu thôi. IMEI là 552. Cả nhà mua hàng liên hệ trực tiếp 0933600386 để gặp trực tiếp em Huy nhé. Em Huy sẽ tư vấn cho quý anh chị cũng như là chọn cho quý anh chị những sản phẩm tốt nhất. Tiếp theo nữa là sản phẩm Samsung Galaxy Note 5 này nhé. Note 5 sẽ sở hữu là dung lượng RAM 4, bộ nhớ là 32 GB cả nhà nhé. Đây chiếc này này, RAM 4 bộ nhớ 32 GB nhé. Chiếc này thì cảm ứng vẫn bình thường nhé, nhưng mà cảm ứng bút thì đang gặp một chút trục trặc. Đấy, thì dẫn đến là cái giá nó rẻ đi. Chiếc này bình thường em đang bán với mức giá là 1.5 triệu. Thì em hôm nay, video hôm nay em sẽ để cho quý anh chị là giá chỉ là 1.350.000 thôi, 1.350 nhá. Thì màn hình có lưu nhẹ nhẹ này, có lưu hình nhẹ nhá. Và cái tấm nền nó vẫn là khá là đẹp, nhưng mà có lưu hình nhẹ nhẹ thì dùng cũng rất là ok nhá. Mình cũng xem qua về cái ngoại hình chiếc này này. Khung viền thì cũng tương đối, có đôi vít cấn bé bé này. Chiếc này thì hơi buồn chút là mất cảm ứng bút. Thì giá em bớt đi là 150.000, giá là 1.350 thôi nhé cả nhà nhé. Cũng là 10% giá trị máy rồi. Pin 3000mAh, cam sau là 16MP, cam trước là 5MP, RAM 4 bộ nhớ 32. Màn hình 5,7 inch nhé, độ phân giải 2K cả nhà nhé. Với mức giá là 1.350.000, mua được con này thì cũng rất là ok nhé. IMEI là 883, cả nhà nhớ ủng hộ em nhé. Tiếp theo nữa em xin giới thiệu cả nhà một sản phẩm có tên là Samsung Galaxy Z7 cả nhà nhé. Z7 IMEI là 658. Chiếc này sẽ sở hữu là dung lượng RAM 2 và bộ nhớ 16GB cả nhà nhé. Thì màn hình vẫn là màn hình Zin này, khung viền này, cũng có đôi vết xước theo thời gian cả nhà nhé. Bên dưới tương đối là đẹp này, cạnh bên cũng tương đối là đẹp, cạnh trên cũng tương đối là đẹp nhé. Có logo Qualcomm như xuất xưởng luôn. Đấy, chiếc này thì màn hình nó có ám cả nhà. Cả nhà xem qua này, màn hình có lưu hình nhé cả nhà nhé. Có ám có lưu như hình này. Đấy, thì phân màu cũng dễ nhìn. Cái này em đánh giá là cũng dễ nhìn cả nhà nhé. Thì về cái thông số chung đi, Samsung Galaxy Z7 thì sẽ sở hữu là dung lượng RAM 1.5, bộ nhớ 16 ạ nhá. Đây thì với mức giá là chỉ là 650 thôi thì cũng là một sản phẩm này cũng rất là ok rồi. Màn hình là màn hình Super AMOLED ạ nhá, màn hình 5.5 inch. Cam sau là 13 megapixel này, cam trước là 5 megapixel ạ nhá. Có đèn flash LED ở đây luôn cả nhà ạ. Nói chung là rất là ổn trong tầm giá này nhá. Nếu mà tầm 650 thì quý anh chị cũng nên chọn những sản phẩm như này. Viên pin 3000mAh nhìn rất to và lực lưỡng ạ nhá. Giá 650 rồi, pin còn nhìn cũng còn khá là đẹp ạ nhá. Chưa thấy phồng rộp hay gì cả. Thì quý anh chị có chọn không? Một con máy đẹp như này cơ mà, không chọn thì hơi phí. Cả nhà mua đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại 0933600386 để gặp trực tiếp em Huy và đặt hàng cả nhà nhé. Quý anh chị nhớ đặt hàng sớm nhé. Quý anh chị mà đặt hàng sớm ấy, nói chung là quý anh chị mua sớm thì còn hàng, còn mua sau thì hàng vẫn còn cả nhà nhé. Đây, chiếc này là sản phẩm LG V10, màn hình thì đẹp không hà mố gì. Màn hình cũng như trước kia thôi. Đấy, màn hình độ phân giải màn hình là 2K này, rộng 5,7 inch này.
Đấy, có một cái màn phụ bé bé ở đây nhá, V10 có một màn phụ ở đây cả nhà nhá, rất là vui vẻ nhá. Đấy, rất là vui luôn, dùng rất là vui vẻ luôn. Và cam sau là 16 megapixel, cam trước là 5 megapixel và là camera kép phía trước nhá, có hai camera phía trước. Trước này thì đấy, khung viền cứng cáp nhá, màu vàng rất đẹp. Trước này giá 850 đấy cả nhà nhá, 850 thôi. Lý do ấy là vì trước này mất vân tay phía sau. Đấy, vẫn bấm bình thường nhưng mà mất vân tay. Không hiểu tại sao lại như thế, giá thì rất là rẻ rẻ như giá màn hình rồi. Email là 492 cả nhà nhá, 850. Thật ra thì quý anh chị nếu mà muốn dùng một máy ổn định lâu dài thì nên mua những sản phẩm khác nhá. Còn những sản phẩm này thì nói thật với quý anh chị là cũng có một chút hên xui ở chỗ là con chip nhá, con chip dùng trên máy thì nó cũng có khả năng đột tử, nhưng mà dùng bình thường đến giờ phút này thì nó cũng không chết được đâu. Em nói thật như thế luôn. Thì có sao là bảo vệ cho quý anh chị yên tâm nhá. Giá thì 850 cành thì cũng không có gì đòi hỏi nhiều nhá. Tất nhiên là thời lượng pin nó tương đối cả nhà nhá. Pin thì dùng lâu nó cũng sẽ có đôi chút chai bé bé rồi. Đấy, nhân nên là nó được tương đối thôi. Đây, lưng này, pin cũng chưa có dấu hiệu phồng rộp gì, nhưng mà em nghĩ là nó cũng tương đối thôi. Hai chiếc này ấy, thì pin chiếc nào pin tốt hơn em sẽ để ở chiếc này nhá. Pin tốt hơn thì sẽ là giá là 1050, lệch 200.000. Thứ nhất là pin con này tốt hơn con này một tí, và thứ hai nữa là con này có vân tay con này không. Chỉ khác nhau về điểm đấy thôi, còn lại thì nó cũng xem nhau. Tiếp theo nữa là một sản phẩm tên là Huawei. Huawei Y9 2018 ạ nhá. Cả nhà cùng xem qua giúp em này. Thì Y9 là một cái sản phẩm rất là hay và có cái thiết kế khá đẹp, độc đáo nhé. Cam sau là cam kép này, có hai camera này, vân tay một chạm phía sau này. Email là 216 nhá, giá là 1.800.000 này. Rất là đẹp cả nhà nhá, màu xanh này, có diamond cắt xung quanh ở đây này. Cái cạnh này cũng được thiết kế khá là chỉnh chu nhá, cho dù là hiện tại giá nó cũng rất là thấp. Rất là tốt luôn. Cam trước là cam kép ạ nhá, có màng loa, có loa ngay phía trước đây. Chiếc này sở hữu dung lượng RAM 4 bộ nhớ 64 cả nhà ạ, là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ. Và màn hình là màn hình 5,93 inch là gần 6 inch, Full HD Plus. Thì chiếc này cũng khá là thú vị nhé cả nhà nhé. Nếu mà quý anh chị mua chọn cũng là một sản phẩm khá là mượt mà. Rẻ con chip Kirin được tùy biến rất là tốt nên là dùng cũng rất là mượt. RAM thì 4GB, bộ nhớ là 64GB nhé. Có một chiếc duy nhất ở cả nhà, chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Giá là 1.800.000, email là 216 nhé. Tiếp theo nữa là Note 8 này, cho quý anh chị nào thích máy rẻ và ngon. Chiếc này thì Note 8 email là 519, giá rất là hấp dẫn này nhá. Chiếc này thì tình trạng sau là máy đã thay lưng này, đã thay lưng nhá, kính cũng ép kính rồi nhá. Lưng thì đã thay rồi, kính đã ép rồi. Đấy, thì màn hình này, cái màn hình thì tổng quan cũng tương đối này nhá. Vân tay và móng mắt, mọi chức năng đều dùng bình thường nhá. Note 8 thì có một cái cấu hình nó tương đối là tốt cả nhà. Note 8 giữ dung lượng RAM ấy là 6, bộ nhớ 64, pin 3300 mAh. Độ phân giải màn hình ấy là 2K cả nhà nhé, 2K cộng qua HD mà Super AMOLED. Cái màn hình thì rộng 6.3 inch. Cam sau là camera kép 12 MP này, cam trước là camera đơn 8 MP nhá. RAM 6 bộ nhớ 64. Trước này tình trạng như sau này, màn hình nó có lưu hình này, và đây cũng có một chút lưu hình cả nhà nhé. Đấy, có lưu hình ở đây và ở đây này, có một cái đố mở góc như này cả nhà nhé. Thì chiếc này để quý anh chị giá là 1.800.000 thôi, quý anh chị thoải mái trải nghiệm nhé. Bút biếc vẽ viết vẫn là bình thường hết cả nhà nhé, vẫn là vẽ viết bình thường này, không có vấn đề gì phát sinh cả. Máy móc có sao bảo vệ luôn, còn chức năng thì full hết cả nhà nhé, full phè phè luôn. Đấy, chiếc này đã lên 2 sim rồi, quý anh chị yên tâm sử dụng nhé. Mức giá rất là hợp lý, tặng kèm ốp lưng. Đấy, 1.800.000 thôi, đã có Note 8. Cả nhà mua hàng liên hệ trực tiếp 0933600386. Và đây là ngày lên video nhé cả nhà nhé. Đây cũng là tên thương hiệu em, cả nhà nhớ ủng hộ em đấy. Nhớ giúp em bấm nút like, một nút đăng ký cho kênh em thêm phát triển cả nhà nhé. Và em sẽ ra thêm nhiều sản phẩm nữa để tri ân quý anh chị. Cái tình cảm quý anh chị rất là tuyệt vời. Đây là một sản phẩm tên là Samsung. Không phải Samsung đâu cả nhà ạ. LG V20, một chiếc nữa cũng rất là đẹp cả nhà nhé. Nhưng mà không đẹp bằng chiếc hôm qua thì em bớt đi 50.000. Hôm qua lên một chiếc đẹp hơn, đẹp gần như mới luôn. Chiếc này thì cũng có đôi chút xước xát theo thời gian này. Đấy, có xước xước một chút này. Nói chung là khung viền thì cũng tương đối là đẹp nhá, nhưng mà có đôi tí xước bé bé thôi. Nói chung là cũng không đáng kể lắm. Và lưng còn siêu lưng luôn cả nhà nhá. Cũng như là kính cam này, được dán cũng được dán một cái tấm bé bé ở đây rồi này. Bên Hàn người ta dùng máy cũng chạy chuốt phết đấy. Lưng thì còn lưng zin nhá, như kiểu bóc hộp luôn. Về chiếc này ấy thì đấy, lưng thì còn đẹp này. Khai sim, khai sụng các đồ này test ok hết cả nhà nhá. Đấy, made in China thì đúng rồi. Cái hàng này gia công tại Trung Quốc nhưng mà là hàng zin của LG nhá. Như kiểu là iPhone ấy cũng là made in China. Đấy, thì chiếc này thì pin còn đẹp này, không có dấu hiệu phồng rộp gì, pin là pin zin nhá cả nhà nhá. Máy móc ok nhá, ốc ác các thứ ngon lành. Rồi, thì em xin phép là để cho quý anh chị mức giá là 1.450.000, email là 398 nhá. Chiếc này hôm qua em giới thiệu rồi, hôm nay giới thiệu tiếp này, vân tay một chạm nhá. Tích hợp nút nguồn ngay đây, bấm vào cái là lên luôn cả nhà nhá. Đấy, vân tay một chạm tích hợp nút nguồn này. Nhưng mà em chưa cài vân tay. Màn hình thì đẹp, không hà bố gì cả nhà nhá. Màn hình là 5 inch 7 nhá.
Cái chiếc này màn phụ là 2 inch 1, RAM thì 4GB, bộ nhớ 64 nhá. Con chip Qualcomm Snapdragon 820, dùng rất là mượt mà, rồi không có gì để chê nhá. Đây, nếu mà quý anh chị không thích dùng V10 thì có thể thêm một chút tiền mua con V20 này, cũng giống nhau y chang. RAM 4 này, bộ nhớ 64 nhá. Máy rất là ok và mượt mà đấy ạ. Pin bụng thì 3200 mAh. Tất nhiên là dùng lâu thì nó cũng có đôi chút chai rồi. Cái đấy là điều hợp lý nhá. Cam sau là cam kép này, một cam 16MP, một cam 8MP. Cam trước là camera đơn là 5MP nhá. So với đời V10 thì nó cũng thọt đi một cam, nhưng mà chất lượng thì nó cũng xem nhau nhá. Nói chung là cũng ok. Mức giá là 1.450.000 cả nhà nhá. Cả nhà mua hàng liên hệ trực tiếp em Huy 0933600386 nhá. Những sản phẩm em lên thì có chiếc giá rất là hấp dẫn, cũng như còn là có những chiếc thì giá hợp lý cả nhà nhá. Cả nhà thích sản phẩm nào thì ủng hộ em Huy sản phẩm đấy. Tiếp theo nữa em Huy xin giới thiệu cả nhà một sản phẩm tên là Samsung Galaxy S10 Plus cả nhà nhá. S10 Plus thì chiếc này là bản Mỹ, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855. Rất là mượt mà và mạnh mẽ. RAM thì là 8GB nhá. Bộ nhớ chiếc này là 128GB, màn hình đẹp không có ám gì cả nhà nhá. Đấy, cả nhà cùng xem này, RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình đẹp không có ám gì. Cam trước là camera đơn, camera kép với một camera 10MP, một camera 8MP nhá. Cam sắc nét cả nhà nhá. Cam sau là bộ camera với bộ ba camera, ba cảm biến nhá. Hai cảm biến 16MP, một cảm biến 16MP cả nhà nhá. Hai cảm biến 12 và cảm biến 16. Lưng thì trước này tình trạng ấy là máy thì zin, nhưng mà cái lưng này đã thay lưng zin rồi. Thay lưng zin luôn cả nhà nhá. Giá là 5.3 triệu này, email là 375 nhá. Máy thì check chiếc ngon lành rồi, khung viền thì cũng có đôi chút trước sát bé bé thời gian này nhá. Giá trị 5.3 triệu cả nhà, rất là hợp lý luôn cho một chiếc máy Note 10 S10 Plus màn đẹp. Đấy, như này, S10 Plus màn đẹp nhá. Dùng rất là mượt mà trong tầm tiền, cả nhà cứ yên tâm nhá, cam cũng ngon lành hết. Và nếu mà quý anh chị không mua chiếc này thì đúng là cũng hơi bỏ lỡ đấy ạ. Và mua kèm sẽ tặng ốp cả nhà nhá, cho cả nhà yên tâm sử dụng. Tiếp theo nữa là một sản phẩm tên là LG V30 Plus. V30 Plus sẽ sử dụng lượng RAM 4, bộ nhớ là 128GB cả nhà nhá. Chiếc này cũng khá thú vị đấy ạ. Màn hình là màn hình 6 inch, độ phân giải màn hình là 2K+ này nhá. Camera sau là camera kép này, một camera 16MP, một camera 13MP. Cam trước là 5MP vậy nhá. Màn hình là 6 inch, độ phân giải 2K. Màn hình thì đẹp, không ám ố gì cả nhá. Em đã chọn rất là kỹ này, vân tay phía sau một chạm này, bấm vào cái là lên nhá. Sóng sánh thì ok cả nhá, sóng sánh ok. Pin thì là 3300 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 18W. Thiết kế nguyên khối rất là đẹp mắt cả nhá. Đấy, rất là ok trong tầm tiền luôn. Máy là máy Nhật nhá này, phía dưới cộng xà không có tí vết xước nào này. Khung viền cũng còn đẹp nhé cả nhà nhé. Máy đẹp cái này em bán với giá này cũng rất là hợp lý đấy ạ. 2.250.000 là có ngay cho mình một con V30 Plus để dùng rồi. Và nếu mà không dùng V30 Plus thì mình thêm một ít tiền nữa, mình dùng S8 Plus cả nhà nhé. S8 Plus thì sẽ sở hữu là đây, cả nhà xem qua này. Chiếc này thì màn hình đẹp, không ố ám gì, vân tay nhạy luôn, mà Android còn Android cũ. Thì cả nhà thấy có hấp dẫn không ạ? S8 Plus đây là phiên bản Mỹ cả nhà nhé. Bản Mỹ dung lượng RAM ấy là 4GB, bộ nhớ 64GB cả nhà nhá. Và chạy rất là mượt mà, con chip Qualcomm Snapdragon 835 rất là mượt. Màn hình thì đẹp luôn, không ố ám gì nhá. Chiếc này thì cũng rất là phù hợp cho quý anh chị thích sưu tầm. Màn hình 6.2 inch, độ phân giải 2K+ cả nhà nhá. Rồi, chiếc này thì em nhìn thấy là cái Android giao diện khá là cũ, thì em sẽ cùng cả nhà khám phá xem là chiếc này đang chạy Android mấy nhá. Rồi, thông tin phần mềm. Đang chạy Android 9, Android 8 ạ nhá, đang chạy Android 8 này. Tất nhiên là tương thích với hết mọi ứng dụng rồi. Cam trước sau sắc nét, cam sau 12 chấm này. Cam trước là 8MP vậy nhá, có mống mắt đầy đủ hết. Nhưng mà được cái hay nữa là cái lưng này, lưng bạn Mỹ có sẽ có dòng chữ Galaxy S8 Plus này. Email các thứ trùng hết cả nhá, máy móc ngon lành. Và có một chiếc thôi, khung viền đẹp này, viền trên đẹp này. Rất là hiếm để mà có một chiếc S8 Plus bạn Mỹ đẹp như này. Cạnh khung viền dưới cũng tương đối đẹp nhá, cạnh bên tương đối đẹp này. Giá trị 3.2 triệu, email 159 và một con duy nhất cả nhà nhá. Một chiếc duy nhất thôi cả nhà. Một chiếc duy nhất thôi, chỉ có một chiếc thôi. Quý anh chị mua sớm thì còn, mà không mua thì vẫn còn đó nhá. Chiếc này phải người tinh ý và kiểu tinh tế cảm nhận được vẻ đẹp của nó mới mua được. Đây là một sản phẩm khác có tên là Samsung Galaxy A5 2016, và tên gọi khác là A510. Chiếc này thì màn hình có lưu hình nhẹ này, màn hình zin nhá. Màn 5 inch 2 độ phân giải Full HD. Cam sau 13 chấm này, cam trước 5MP. Thì tình trạng như này nhá, RAM 2 bộ nhớ 16 này, em sẽ nói cho cả nhà biết về tình trạng máy luôn. Pin thì là gần 3000 mAh, 2009 cả nhá. Màn hình thì dường như là đẹp nhưng mà có lưu hình nhẹ nhẹ này, cả nhà xem rất là rõ. Rất là kỹ thì mới thấy rõ, còn rất là rõ thì mới thấy kỹ. Đây cả nhà xem qua nhá, rất là kỹ thì mới thấy rõ, còn bình thường thì không thấy gì đâu.
Nói thật đấy cả nhà, nếu mà mắt mà bị cận nhiều thì không thấy gì đâu, còn mắt bình thường như em thì vẫn thấy nhẹ nhẹ nhé cả nhà nhé. RAM 2, bộ nhớ 16, pin 2009 nhé, gần 3000. Trên này thì màn hình zin rồi, ok nhé, khung viền này tương đối cả nhà nhé, khung viền tương đối này, tương đối đẹp với thời gian. Lưng thì đã thay lưng rồi, lưng đã thay lưng cả nhà nhé, đã thay lưng rồi. Email là 153, giá 900k cả nhà nhé, giá như giá màn hình luôn. Kính camera sau có nứt một xíu này, cả nhà xem nhé, không ảnh hưởng đến chụp ảnh các bạn nhé, không ảnh hưởng đến chụp ảnh đâu ạ. Đấy, nứt bên ngoài không ảnh hưởng gì. Cam sau 13 chấm, cam trước 5 chấm, máy móc ngon lành, mượt mà, vân tay nhạy, mọi chức năng ok hết, không lỗi lầm gì. Giá là 900k, rất là hợp lý. Tiếp theo nữa là một con nữa, 900k tiếp theo. Chiếc này thì cũng đã thay lưng rồi, nhưng mà không vấn đề gì nhá. Lưng những cái máy cọ này thì quý anh chị đừng lo. Email là 364 nhá, giá 900k. Khung viền này tương đối nhá, có xước sát nhẹ nhẹ thời gian này. Đấy, cạnh này cũng tương đối là đẹp thôi, nhưng mà cũng có xước sát cấn móc một chút. Màn hình này, đấy, màn hình thì là màn hình zin nhá, vân tay nhạy, không vấn đề gì. Màn hình cũng có phân màu. Đấy, giá chiếc này em để rất là hợp lý thôi. Pin thì gần 3000, chức năng ok hết nhá, cam cũng ok. Chiếc này cam cũng bị gọi là nứt kính một tí ở đây cả nhà nhá, không vấn đề gì cả. 900k rất là hợp lý. Email 364. Còn quý anh chị mà thích máy đẹp luôn, mình là người khó tính mà mình thích máy đẹp luôn, thì giá em cũng có 1.1 triệu, 1.1 triệu, lệch 200k, lệch hơn 20% cả nhá, khoảng 23% là có một con máy đẹp luôn. Thì đấy là lựa chọn của quý anh chị thôi, tùy nhu cầu nhá. Chiếc này thì màn cũng hơi xước một chút này. Đấy, màn hơi xước một chút nhá. Giá thì 2 triệu tròn, email là 526. Lưng này tương đối là đẹp nhá, khung viền này tương đối đẹp, cạnh trên đẹp. Ủa, chiếc này viền đẹp thế nhở? À, thật đấy, viền đẹp keng này nhá. Nhưng mà lại cái kính lại hơi xước một chút. Thế mới lạ. Màn hình thì đẹp không ô ám gì, nhưng mà có một cái đốm to chà bá bên cạnh như này. Quý anh chị dùng rất là ok nhá, dùng ok đấy ạ. Quý anh chị dùng cũng cẩn thận một chút nhá, là ok. RAM thì 6, bộ nhớ 64, pin 3300 mAh. Máy dùng ngon lành luôn, màn 6:3, độ phân giải 2K+, hai cam sau thì 12 MP, cam kép nhá, cam trước 8 MP, cảm biến vân tay móng mắt các thứ ok, dùng phun phè phè luôn cả nhà nhá. Đây, bút biếc OTG hết nhá cả nhà nhá, dùng vẽ viết bình thường. Giá thì chỉ có 2 triệu tròn thôi. Cái đốm này là đốm lành, đốm zin theo máy, kính xước như này thì không thể ép kính được cả nhà nhá. Đấy, đốm zin theo máy thì dùng cũng bền, không phải lo gì cả. Mua tặng kèm cái ốp cho cả nhà luôn. Giá rất là hợp lý, chỉ 2 triệu tròn nhá. Camera quá định nhá. Nếu mà quý anh chị có ước ao khát khao làm YouTuber như em ấy thì mua con này cũng ok nhá. 2 triệu tròn đã có máy quay camera định cao rồi. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa xin giới thiệu cả nhà một sản phẩm có tên là Samsung Galaxy Note 9. Trước này thì em đang bán 3.3 triệu, nhưng mà đùng một cái một ngày đẹp trời em sẽ bán cho cả nhà với mức giá là 3 triệu tròn. Đấy, cuối video thì rất là hấp dẫn. RAM 6, bộ nhớ 128 nhá cả nhà nhá. Màn hình có ám nhẹ nhẹ này. Đấy, bút thì điều khiển từ xa ok luôn cả nhà nhá. Nhưng mà chiếc này bút nó hơi kẹt một tí cả nhà, hơi kẹt một tí. Có nghĩa là cái phần đầu này này, mình phải lấy cái tay này mình lấy và mình kéo ra, chứ mình không thể mà đậy vào để bật ra như bình thường. Thế thôi, màn hình ám nhẹ và đốm nhẹ một chút ở đây, không vấn đề gì nhá. Mình sẽ xem qua ngoại hình này, khung viền tương đối là đẹp này, cạnh dưới cũng là tương đối đẹp, cạnh bên cũng tương đối đẹp, cạnh trên cũng tương đối đẹp nhá. Chiếc này em xem thử là đã lên 2 sim chưa nào. Đấy, máy Note 9 bây giờ rất là mượt mà, tầm giá trị 3 triệu thì không có gì hơn nữa rồi. Đã lên 2 sim cả nhà nhá. Lưng thì tương đối là đẹp. Giá là 3 triệu, email là 828. Rồi, kết thúc video tại đây thôi. Em xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video này. Và nếu thấy video hữu ích, đừng quên là follow em Huy nhé. Follow em Huy, em sẽ ra thêm nhiều sản phẩm nữa. Cũng như là đặt hàng liên hệ trực tiếp 0933 600 386. Em Huy xin cảm ơn quý anh chị nhiều và hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.